nhiều lắm các bác này. Nó có to thôi. Ui. Nhiều đẹp nhang ơi. Đây các bác. Đây là thành quả được tiếng món ngâm mà nó loay ngoay dưới này luôn, nó đang bơi luôn đấy. Chó cầu rồi. Sủa to lên. Đây con chó cục đuôi các bác nhé này. Chú bán nhé. Bán con này không? Không bán á. Hello, xin chào tất cả các bác nhé. Các bác thấy gì kia? Đây là đồi cọ. Mới phá được tầm 2 tháng ấy. Hôm nay bọn em sẽ lên xem có đuông cọ không. Đây. Đuổi ngay sát nhà luôn các bạn. Đây, cọ phá được gần tầm 2 tháng ấy nhỉ. 2 tháng. Thì anh chủ nhà đây anh trồng quế vào này. Quế này mới trồng cho nên là chưa bén rễ. Đây cọ nhiều quá. Chắc phải lên trên nhỉ. Anh Như vào chỗ nào nhiều hơn nhỉ? Anh Như vào chỗ nào nhiều hơn? Đây trên đồi trồng hoa cải các bạn. Hoa cải mùa này ra hoa nhỉ. Đẹp phết. Cái này phải nghe xem nó có tiếng kêu này. Kêu, nó kêu tiếng động ở trong thân này nhiều. Kêu càng to này, càng nhiều đuông cọ các bạn. Tìm rau cải trồng trên đồi tốt lắm, rau sạch luôn các bác nhé. Đây là khi người ta phá cọ xong người ta đốt đấy, khô người ta đốt xong là lấy hạt giống về quải đây, nó tự mọc với các bạn, không cho phân bón phân gì đâu các bác, cái này tự nhiên luôn này. Đây có. Nó có to thôi. We'll be right back.
Các bác nhá, hiện tại bọn em đã bổ được rất nhiều luôn. Được mấy thân. Mà đây nó thối này. Đây hai vợ chồng, anh trai với chị dâu của mình này. Đây là đôi của anh trai mình. Ui nhiều lắm các bác, đây này. Nó ăn sâu như này cơ mà. Đấy, có một con đang bò. Con gì đây, con gì đây? Con gì? Một con sâu bò chạp bé. Làm gì phải con sâu? Con sờ xem nào. Con cầm nào, con dám cầm không? Dám á? Bảo cành á. Bảo bảo cây á. Đi rồi. Không không. Đấy đi. Nhớ các bác. Ui đây nó ăn sâu lắm. Có con cho vào cái thanh niên này sợ các bạn. Ôi đây. Wow. Được này các bác. Được nó ăn mục hết này rồi các bác. Wow, mày mày quay để anh tí chỗ này cho anh. Đang quay. Đồ này làm món gì được điều? Món sống rồi. Sống á? Ừ. Tìm hoa chuối nộm được ấy nhỉ? Hoa chuối được nhưng mà ăn sống ngon hơn. Là bưởi xanh thôi. Biết ăn sống rồi. Là bưởi xanh. Hoa chuối thì em giới thiệu với các bác cái món nộm hoa chuối giống mình như nào. Toàn loại hàng khủng thôi. Bác trồng mưa cái này. Đúng rồi. Cái đấy anh bổ vào dưới một tí nữa. Ở trong đấy nhiều hơn nữa. Nó sâu lắm. Cái tôi sâu quá. À, cùng bên này. Đây các bạn. Non nó ăn nhiều lắm các bác này. Ăn sâu luôn đấy. Đây. Ôi giời, đây mới là hàng khủng này. Ui, ui giời ơi. Tuyệt vời luôn các bác này. Không, đưa ai. Là chua gì. Này chưa biết nói nhưng mà cứ hay nói nhiều. Các bác có bác nào sành ăn món này các bác biết chế biến món gì các bác comment dưới bình luận để lần sau em sẽ làm thử xem món các bác chế biến nhá. Không nghịch nó cắn đấy rồi bạn. Ăn dính ruột nữa. Thủng ruột. Còn nhiều các bạn, đây là đồi cọ anh ôi trai đi chặt đi để trồng quế. Có một con. Các bác xem được video thì chia sẻ cách làm ở vùng các bác để em học hỏi. Để video tuần sau bọn em lại làm kiểu các bác để cho các bác xem. Trên em thì không thiếu gì cọ các bạn ạ. Bạt ngàn cọ. Tầm này đang 11 giờ kém các bác nhé. Trời đang nắng chang. Anh em máu cứ phải đi. Bảo cái nhà ai bảo em. Review con cọc. Nắng lắm đấy nhà đi. Cái con mình mang đây về to hơn này.
cắt đấy. Vừa rồi bọn em đã lấy được một cây nhá các bác nhá. Một cây là được bằng này này các bạn. Nhiều lắm các bác này. Đây là một cây bọn em lấy ra được bằng này. Nhiều lắm các bạn. Cái này rơi vào tầm 5 lạng rồi. Được toàn con to bằng đầu ngón tay hoặc là hơn đầu ngón tay các bạn. Bây giờ bọn em sẽ cắt thêm một cây này nữa thì bọn em sẽ mang về chế biến cho các bác xem. Bởi vì cũng chưa nắng rồi, cũng muộn đấy. Trưa này cũng có 2-3 người đâu, nên là mình kiếm đủ bữa các bạn. Để lần sau mình, để lần sau em cắt review cho bác. Các bạn tiếp nhiều món cho bác. Đây bọn em cắt nốt cây này không? Còn nhiều lắm các bạn, mà nắng quá các bạn. Chưa nắng mà đi phơi nắng như này đi. Và được cái là có mùi trưa này các bạn. Mùi thì không ngại gì hết các bạn. Cứ có cái to mồm là sướng rồi các bạn. Đấy các bạn thấy không? 2 tháng, gần 2 tháng rồi mà đuông cọ vào nó ăn phanh cây cọ này rồi. Cây này phải dài tầm 4 mét không nhỉ? 5 mét. 5 mét đấy. Đây vẫn còn nhiều các bác đi. Con sâu lấy xong đây được cũng được khá các bác này. Rồi xong hết cây này thì bọn em sẽ mang về chế biến cho các bác xem nhé. Để các bác xem chỗ làm món đun cọ chỗ bọn em cũng khác chỗ các bác như nào, khác hơn nhau nhiều không. Cái đun cọ này với đun dừa thì đun dừa có khả năng không hôi như này đâu. Đun cọ với đun dừa là nó như nhau mà đó. Nhưng mà ở chỗ anh em có hai loại, bởi vì chỗ anh em không có cái dừa, nó lại có một giống cây như kiểu cái dừa ấy, nó dạng thuộc dạng cau ấy, cái móc ấy. Ừ. Cái móc các bạn. Nhưng mà loại đuông đấy thì không phải ai ăn được các bạn. Cái đấy, cái đuông móc kia thì nhiều người bị dị ứng lắm. Nó không như đuông cọ này. Ăn được đuông cọ rồi lại không ăn được đuông cây móc. Mà đuông cây móc nó còn nhiều hơn, nó mềm. Cây móc thì lại nhiều vô kể nhưng mà kén người ăn. Ở đây toàn tí ấy phôi nữa thôi. Toàn con nhiều. Con này to rồi. Chắc mình lấy được rồi. Mới chỗ này nắng để chế biến cho các bác xem. Ui đây các bạn, nhiều lắm. 10 cân, ăn mấy cân thì chắc không khỏi ăn cơm luôn. Có một con dưới cán dao kìa. Đâu? Bên đấy, mép đấy luôn, dưới tay luôn đấy. Đấy, đấy trong kia đấy. Chọc vào nó bây giờ, lấy tay khều thôi. Đấy. Đấy, xoay. Đây các bạn này. Sao mà đi.
Mắc cua, mắc cua mắc em đuồng. Mắc đuông. Cua chỗ em bây giờ hiếm rồi các bạn. Không, cái video đi soi cua cho các bạn xem. Và mùa mưa sẽ có. Phải có mùa mưa cơ. Mùa có nhưng mà cũng hiếm. Chết chồng. Chồng chết chồng. Ăn sâu chết nhỉ. Ăn tơi bời luôn ấy. Bình thường loại giá này là chuẩn bị đóng kén các bạn. Đóng kén nó thằng con bộ kính cứng. Đi di chuyển vào những cái đồi cọ mà khi mà nó đóng kén nó thành cái con bọ kính cứng nhỉ, như những con quăng con mà vàng vàng này là tầm một tuần nữa là nó chuyển sang đóng kén. Con quăng là nó ăn hết cái đồi này, là nó ăn hết đồi này nó sẽ di chuyển sang đồi khác, đồi cọ khác để nó... Các bạn, đáng nhẽ là cắt xong cây kia là bọn em về chế biến cho các bác xem rồi, nhưng mà vì đam mê máu quá kham cố thêm cây nữa các bạn, cho nhiều cho võ công này. Đây các bạn, bình nhiều này nếu mà không ăn hết thì để tủ lạnh nhá, để ngăn mát hàng tháng luôn, nó không chết các bạn. Để trong tủ lạnh hàng tháng nó không chết đâu. Nó chỉ gầy đi thôi. Sống dai. Nhìn giống kiểu ấy. Không biết đông dừa nó có giống như này nhỉ. Trên mình không có dừa. Trên không dừa bây giờ. Cũng được nhiều lắm các bác đây. Sau một hồi bổ 3 cây. Được gần cân không? Cân. Tầm cân không? Đấy. Cân. Nhiều. Đây mình chạy bọn em xuống núi này. Đây phải núi đâu, đây gọi là đồi. Ngay gần nhà. Đây mát tuyệt vời các bạn. Mát. Đây một rừng tre luôn. Đây ngày trước chỗ này là cái mương ấy, mương nhưng mà mùa mưa về nó như kiểu suối đâu các bạn. Đây dọc này ui ôi nắng. Đây thời buổi này thì cọ người ta ít dùng cọ ấy, cho nên là anh trai em quyết định phá cọ đi để trồng cây, để làm lâm nghiệp, trồng rừng. Bởi vì ở đây đồi cọ thì bây giờ người ta phá nhiều lắm, để trồng cây để làm lâm nghiệp, làm kinh tế. Đây các bạn, sờ nó xem nào, cắn nhá, thích không? Thích không? Thanh niên chưa biết nói nhưng mà nói đại nhiều luôn các bạn ơi. Rồi, để chú mang đi rửa nhá, rửa cho chế biến cho các bác xem nhỉ. Rửa đây. Có hoa chuối nhỉ anh Như nhỉ? Đây. Và em sẽ làm một món là nộm hoa chuối, đun nộm hoa chuối với lại món đuông dừa bơi mắm ớt. Đây, mày thế. Đây nhà ông nội em đó các anh. Đây, hiện tại em sẽ lấy hoa chuối này. Cút, cút, cút. Đây cầm nữa chú. Thank you.
đây hoa chuối đây các bác. Chỉ một cái là đủ thôi, vì mình làm ít mà. Nguyên liệu để làm món đuôi dừa nộm hoa chuối này thì cần nhân vật chính là đuông rồi các bác. Thì, hoa chuối này, riềng này, lá chanh này. Thế thôi. Chỉ mấy nguyên liệu đơn giản nhưng mà là món ăn ngon tuyệt vời đấy các bác. Hôm nay là đáng nhẽ là bọn em làm video này là chỉ làm món đuông dừa thôi, nhưng mà anh trai em lại bắt thêm con gà, thịt thêm con gà đấy các bác nhá. Đây gà nhà nuôi các bác. Gà chạy bộ luôn đấy. Đây. Đây. Thả đồi với lại cho ăn, không cho ăn cám công nghiệp đâu các bác. Hồi bé thì cho ăn thôi, lúc bé cho ăn, to này thì cho ăn gạo với ngô, đấu thóc với ngô thôi. Phải thả ra nó ăn sâu bọ các thứ. Thịt chắc lắm các bác. Vàng ươm luôn. Nay anh trai em sẽ làm món lẩu gà các bác, vì muộn rồi. Trời cũng say say lạnh. Lẩu gà là hợp lý. Hai bác cứ làm này. Em làm này bọn em thích quá rồi đấy. Chào các bác nhá. Vừa rồi thì bọn em đi lấy nhộng ở dưới đuông ở trên đồi về rồi. Thì được bằng này các bạn. Nó rơi vào tầm 1 cân ấy. Thì bây giờ bọn em tiến hành vào chế biến cho các bác xem. Thì trưa nay thì bọn em làm hai món nhé. Một lấy một đĩa nộm này, với cả một đĩa để tí mình nhúng nước mắm với cả ớt ăn sống các bạn. Giờ em tiến hành em vào các bác xem. Đây các bác nhá. Giờ em hướng dẫn các bác làm nộm theo, không phải hướng dẫn các bác đâu, nhưng mà từng vùng từng vài cách làm ăn riêng. Còn chỗ em thì hay làm như này, thì bây giờ các bác cứ chuẩn bị cho em một ít rau thơm này. Rau thơm này, hoa chuối này, nước mẻ để em thái hoa chuối bỏ vào để nó sạch đen. Và quan trọng là phải có ít đường nha các bác nhá. Giờ là thái hoa chuối nhá. Hoa chuối các bác lấy cánh của nó nhá, bỏ hoa đi. Hoa chuối các bác cứ thái sợ thôi. Đây các bác nhá, hoa chuối vừa thái xong này. Đó. Thái sợi này rồi, bây giờ em ngâm ở nước mẻ này. Đây này, để nó trắng này. Bây giờ chuyển sang thái rau thơm. Rau thơm thì không có gì các bác. Em chỉ lấy lá chanh với cả riềng này, rau răm này, lá chanh này. Các bác có nhiều rau thơm nhiều loại thì cho vào thì nó ăn nó càng ngon hơn, thơm hơn thôi. Em tầm trưa quá rồi nên là không tìm nữa. Chỉ lấp phất quanh nhà rồi là có làm đấy. Đường thì em thái sợi thôi. Cái chị làm ấy thì sắt mỏng cái miếng gì ra, xong rồi kẹp lên thái sợi là được ok rồi. Đây các bác nhá, giờ em chuẩn bị đồ rau thơm lên nhé. Tí nữa quên, các bác chuẩn bị thêm nước tay chua nhá, làm nộm phải có nước tay chua này. Giờ em đi xào qua nhộng này đi, xào qua đuông này đi để làm nộm các bác nhé. Các
các bác cứ cho dầu nóng đi, xong là đổ đường vào, xào qua xong là mình lượm các bác nhá. Em đổ đường vào nhá các bác nhá. Đấy, các bác thấy nó nhúc nhích trong chảo thấy có hấp dẫn không? Sôi động không? Thứ này em thấy nước bọt rồi đấy. Giờ em chọn là em lấy những con nào nó chết rồi để em xào. Em để một ít con sống. Em để một ít con sống để tí nữa em làm nhộng. Ngâm nước mắm ớt nhá các bác nhá. Đây các bác nhá, xào xào ok rồi thì các bác chuẩn bị cho em giấy này, hoặc là giấy thấm dầu cũng được, rồi các bác cho kiểu các bác mình xuôi có giấy thấm dầu ấy cho được, em thì không có đâu, em cho giấy thôi thì bỏ đây nó thấm cái dầu đi để tí mình đụng nó khỏi mỡ, nó đã béo rồi mà dính mỡ nữa thì ăn ngấy lắm. Đỗ lắm lâu quá. Đây các bác nhé, giờ em chuẩn bị xong hết đồ nộm này. Giờ vừa nãy thì em có nướng một ít hạt dổi để cho vào nộm này, hạt dổi nướng thôi nhé, thì nó mới thơm. Đấy, còn hoa chuối này ngâm xong rồi. Đấy, trắng bóc luôn, ngâm nước mẻ xong. Rồi. Bây giờ em vào làm nộm các bác xem nhé. Giờ em đập một hạt dổi, em lấy tầm 3 hột thôi. Để các bác đập cái vụ đấy nhé. Thơm không các bạn? Đổ cho thơm vào đây các bạn nhé. Xong các bạn cứ đổ các gia vị vào nhau thôi. Xong là trộn lên thôi. Đây, đuông vừa rồi em thấm dầu qua này này. Để nó khô được dầu rồi nhé. Sạch bóng luôn. Rồi em đổ vào con. Bình thường bọn em ít đuông ấy thì bọn em cắt đôi cái đuông này ra, nhưng mà hôm nay nhiều. Cho xả các bạn nhé. Giờ em đổ măng chua này. À, tay chua này trộn vào thế là ăn thôi. Thôi đi nhỉ, thơm phết. Các bạn cho em thêm gia vị này, mì chính này, bột ngọt này. Các bạn có để xong không? Có chứ. Đây, cho em đảo đều lên này các bạn nhé. Có vẻ ngon đấy các bạn. Từ đây đấy. Có hạt dổi đấy. Có chứ, bỏ hạt dổi chứ. Tề thù quá, nhưng mà nhìn hấp dẫn quá. Đây cái phần đuông sống nãy bọn em làm còn dư này, còn dư một ít đuông sống ấy để làm nộm ấy, thì bây giờ em chỉ các bác cách hãm nước mắm để ăn sống cái này nhá. Cái kiểu ăn gỏi luôn ấy các bạn. Giống một kiểu giống gỏi cá mà mùi tạt xong ăn sống ấy, không phải nộm nữa. Thì các bác chuẩn bị cho em một ít nước mắm này. Bột ngọt này, và một ít đơn nhá các bác nhá. Nước mắm thì tùy các bác thôi. Người nào ăn theo khẩu vị thì cho theo khẩu vị cái đấy. Các bác ăn nhạt cho ít thôi, ăn mặn thì cứ thế mà đổ hết chai được các bác. Còn em ăn vừa thì bọn em cho tầm lưng lưng thôi. Cho nhiều nước mắm cho đời đỡ nhạt. Đỡ nhạt, bởi vì đời bọn em nhạt quá các bạn. Em ăn đây nữa. Đây các bạn. Các bạn cần phải cho em thêm ít nước lọc vào đây nữa.
Đó. Đây là em vừa cho nước lọc vào nha các bác nhé. Các bác cho em tầm 6 muỗng cà phê, 6 muỗng cà phê nước ngọt thôi. Nước lọc thôi. Bác này dụng ăn hết không? Em ấy thì mang về mỗi thằng ít cho ca nước lọc uống cho đối em ăn vào. Đây các bác này. Nhìn rất là hấp dẫn luôn. Cái nào rồi các bác? Hạt dừa quê đấy các bạn. Nghe trong khi bọn em thì có nhiều nhà trồng ấy, đó là tây của phụ. Cái là hạt dừa vừa vừa mới thu. Đây là em mua ở bên bên xã bên các bạn. Hạt dừa bên xã bên họ rất nhiều. Rồi cắm đi thôi. Đủ. Ok, thế là bắt được dùng để ăn luôn luôn cọ sống xong các bác nhé. Tại em sẽ lên review cái bữa cơm này cho các bác xem nhé. Đấy. Em sẽ review mâm cơm này cho các bác xem này. Món đuông dừa nộm. Đâm ra là nộm hoa chuối các bác nhé. Đây. Đây món chính. Đấy à, dây thử hỏi ý là rác ngáy à, rồi đây là tìm mino rồi. Đây là lẩu gà. Chính lại và ăn được bà ông ngay máy tàu lên đây có. Xong cái điều ơi. Ba rồi. Thăm rồi, thịt. Thăm rồi, thịt. Đây các bạn, chúng bơi trong nước mắm luôn. Anh Cùi, anh Tôn dám làm món này không? Tành lắm, không ăn được đâu. Tành á? Tành nhiều người tành. Cái này nhiều người quan được đâu các bạn. Mình dưới đây nha. Bố mẹ đi. Đây điệp ấy. Kì nhìn đi. Một món chết rồi này. Món này vẫn loay ngoay chuẩn bị chết rồi. Rồi bia. Rồi em. Mời anh Tuấn nhá. Mời cả nhà ăn cơm nhá. Đây trời se se lạnh anh em làm vài ly cho ấm bụng này. Cho vào game. Ăn game á. Tìm được. Đi anh em thử món này xem nào. Món này ăn. Thế các bác nha. Đây đúng là món ngâm mà nó loay ngoay thế này, nó đang bơi luôn đấy. Bây giờ em xin phép em mời các bác này. Thằng ớt này. À lúc đó mì mà bên đây đang mì mà. Cái gì vậy? Cái tổ bay vậy? Miếng ăn miếng đến nơi rơi mùm. Nhá. Cảm giác như nào? Vẫn nhạt. Vẫn nhạt à? Làm ít muối. Ăn được các bạn. Mùi vị thế nào? Chia sẻ với bác xem nào. Béo bùi, ngọt. Mình không dám thử. Món này em chịu các bạn. Em thì không ăn được cái món ngó nguẩy kia. Em chỉ dùng cái món nộm hoa chuối này các bạn. Em với rau mùi hay là rau mùi hay hành ngò nhỉ, rau mùi đấy các bác nhé. Này không phải chấm gì đâu các bạn, nó ở đây cho thêm đủ gia vị. Mời các bác nhá. Ở đây lấy bao tăng chua chua cái cay mặn mặn. Đây là vị bùi của đông dừa các bạn. Ngậy lắm các bác. Béo ngậy luôn đấy. Cắt cơn món này hợp lý ạ. Làm gì có em ơi. Đơn giản mọi người. Là khẩn rất tốt. Đây cũng may mắn cho hai anh em là lúc đầu xác định bảo là nếu mà được ít thì mình ăn lẩu gà. May vừa được ăn lẩu gà vừa được ăn đuông. Đây. Như sữa luôn. Đấy. Bác này ăn đuông. Bác này ăn thì không ăn được nhiều đâu. Không được ăn được ít đâu. Ăn nhiều là ăn ít là dị ứng ngay. Bị dị ứng phải ăn nhiều. Ăn nhiều cơ. Tầm 5 con là dị ứng nặng lắm. Rất rất. Không, chi nhiều mà. Không ngờ nó ngọt thế nhỉ. Ngọt.
Cái món này không phải ở đâu cũng có ăn, có để mà thưởng thức được không ạ? Mùi vị nhé. Đồi núi, đồi cỏ. Quay rồi. Cảnh mùi chưa? Có rồi, có rồi. Mùi vị như cô gái mới lớn kiểu duy nến. Rượu này là rượu nhà nấu các bác nhá. Rượu men lá ở gia tộc Tày Đông Bắc ấy các bác. Gia tộc Tày Hà Giang nấu ấy. À, xin mời tất cả các bác nhá. À, dùng bữa cơm gia đình với chúng em. Mời các bác nhá. Rượu rượu gạo các bác. Hiện tại cũng muộn rồi các bác. Cũng 12 giờ hơn rồi. Cho nên là em xin dừng video tại đây. Thì nếu mà các bác và mọi người thấy hay và thì mà quan tâm thì mọi người hãy like, chia sẻ và đăng ký ủng hộ kênh của em để bọn em có động lực để làm thêm nhiều video để cho các bác xem nhé. Chào các bác.